Hello anh em. Nói chung là khách kho của hàng của tập đoàn Audax Indonesia tại Việt Nam đó. Thì đi trong bao cũng nói rồi nhưng mà cũng có nhiều anh em hỏi quá, để mà quay một lần nha. Ở đây là số địa chỉ là 593 quốc lộ 80. Ok anh em ha. Xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất. Nó nằm trên đường quốc lộ 80 luôn anh em. Ha. Các anh em cứ đi vô thấy có bảng anh em. Ok anh em ha. Có cơ bản nhảy lên thi này. Ở đây nè, anh thấy nè, địa chỉ văn phòng chính của bao là C11L60 đường 32 phường Vĩnh Lạc, ở đường 32 đường 9 anh em. Còn cái địa chỉ kho là 593 nè, ấp Tăng Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Ok anh em á, anh em từ Lịch Giá mà chạy lên Hà Tiên á, nó nằm bên tay trái, và từ Hà Tiên chạy về á nằm bên tay phải nha anh em. Ok anh em á, anh em nhớ khúc này nha, cái chỗ chợ Mỹ Lâm đúng anh em. Để mà quay một lần chứ anh em cứ hỏi kho nằm ở đâu rồi, để qua tham khảo này kia anh em. Nhà này 1.500.000 m² nha anh em, 5 sàn, 530, 5 sàn. Mấy anh em Campuchia này, mấy anh em An Giang này, Cà Mau này kia này, Hậu Giang, Cần Thơ, nói chung một vài tỉnh miền Tây, thì mấy anh em sẽ biết kho bao thì nhiều rồi, thì mấy anh em xuống tham khảo hàng hóa này kia thì nhiều. Ok anh em, xin chào anh em ha. Đây là kho. Hoa. Bây giờ cá ăn đi, hay bây giờ con cho cá ăn đi. Rồi con cho, đây là thức ăn cho cá nha, con cho cá ăn đi. Đây là cái rãnh nước của nhà Yến này nè, nuôi cá có nhậu. Anh em nào về Kiên Giang lụm. Ok ha. Anh em nào về Kiên Giang là lụm. Xung quanh đây bà mình ông nuôi cá cũng nhiều lắm luôn. Ở đây cá rô phi mà hai con tấm cỡ 1 ký. Thế bây cho cá ăn đi, con cho qua đây. Qua đây. Xung quanh đường nước luôn nha anh em. Xung quanh đường nước luôn. Cá này lớn nhiều lắm. Cá rô phi này, cá thắt lát này, lương này. Cái gì cá bông lao hay gì á, tùm lum á. Thực ra nhà Yến có cái đường nước xung quanh nhà Yến là phong thủy cũng tốt anh em, phong thủy cũng tốt. Mà thứ hai nữa là những thứ con kiến tổng này kia, rẹp rắn này kia đóng đỡ bớt, gần như là nhà Yến mình không có luôn. Đường lớn rồi. Nước luôn.